Trong bong ke quân sự, vụ bắt giữ được tiến hành hôm 26 tháng 9 tại thị trấn Chaben Chabek, Đức. Theo hãng tin AP, bong ke được một người đàn ông Hà Lan 59 tuổi cung cấp cho cá nhân có nhu cầu đặt máy chủ ở nơi an toàn, tránh xa con mắt nhòm ngó của chính quyền. Cảnh sát Đức cho biết, bong ke chứa nhiều máy chủ, chủ yếu lưu trữ web đen, buôn bán chất gây nghiện, mại dâm trẻ em, và các hoạt động phi pháp khác. Nơi đây cũng lưu trữ trang web Wall Street Market, một trong những thị trường giao dịch lớn nhất của giới tội phạm thế giới chuyên buôn bán chất gây nghiện, dữ liệu tài chính đánh cắp, công cụ hack. Cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS quy mô năm 2016 nhắm vào tập đoàn viễn thông Đức đốt chờ Telecom cũng xuất phát từ đây. 7 người đã bị bắt trong cuộc bố giáp của cảnh sát Đức. Ngoài ra còn có thêm 6 nghi phạm khác, gồm hai người mang quốc tịch Hà Lan, đang bị truy lùng. Chiến dịch có sự phối hợp của cảnh sát Đức, Hà Lan, Ba Lan và Luxembourg, nằm trong khu quân sự cũ rộng tới 5 hectare. bom ke quân sự thời chiến tranh lạnh rộng 5.000m2 chứa nhiều máy chủ nơi đây có cả khu văn phòng và địa điểm sinh hoạt của nhân viên